Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải cái khối Rubik là Professor Pyramid, tức là con Pyramid, con kim tự tháp 5 tầng. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, nó có 5 tầng ha, con tam giác 5 tầng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khảo sát qua nó. Thì nó giống như cái con tam giác bình thường thì nó cũng có 4 cái đỉnh nè. Bốn cái đỉnh này thì nó xoay quanh một cái cục khối lớn ở đây, cho nên là cái đỉnh này giống như là nó chỉ quay ra đây thôi, cho nên là không cần giải, nó không có di động được hết. Rồi tới nữa là cái bốn cái khối lớn ở đây là cái đỉnh. Rồi nó có những cái viên quan trọng nữa là cái viên chính giữa này là viên tâm. Viên tâm này thì nó cũng cố định, nó không chạy đâu hết, nhưng mà xung quanh cái viên tâm này nó có ba cái tâm ngoại, nó tạo thành cái tam giác lớn ở đây, là cũng gọi là cái tâm lớn. Rồi đó là những viên đặc biệt. Rồi cái viên nữa là cái viên chính giữa này, cái viên cạnh chính giữa này, thì nó mỗi mỗi cái thì nó kêu có một cái cạnh lớn này, nó có một cái viên cạnh này ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 viên như vậy. Thì một cái viên này nó sẽ kẹp giữa cái hai cái cạnh lớn, đây là cái viên rất là lớn, nó nằm ở giữa này, nó có hai màu, nó được kẹp lên một cặp như vậy. Rồi ở ngoài này nó có cái cạnh nhỏ này, nó chạy quanh cái đỉnh này, thì nó kẹp tiếp hai cái viên này hai bên. Đó. Thì chúng ta để giải con này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số công thức. Thì công thức này mình dùng ở đây là R ha, R phẩy mình gọi là ri á, nhưng bây giờ mình gọi là xuống lên lên ha, tại vì nhiều khi đây cũng là R, đây cũng là R, đây cũng là R. Thì nó tới mấy tầng lận. Thì bây giờ đối với cái công thức này thì mình chạy xuống lên lên của cái R lớn nhất ở đây. Thì mình xuống lên lên 4 lần, nó cắt cái tâm lớn, nó cắt ngang cái tâm lớn ở cái mép cái tâm lớn ở đây. Xuống lên lên, xuống lên lên, xuống lên lên. Đó, bạn thấy hai cái tâm nó đổi cho nhau ở trên và dưới, ở trước và ở dưới, rồi bên phải bên trái nó đổi cho nhau. Đó là công thức đổi cái tâm lớn trong này. Xuống lên lên, xuống lên lên, xuống lên lên. Thì bạn xuống bên nào trước cũng được, phải cũng được, mà trái cũng là cái nào trước cũng được, nhưng miễn là những cái công thức sau đó, trước thì tất cả đều trước hết, sau thì sau hết. Đó. Rồi bây giờ mình giới thiệu thêm một công thức nữa. Bây giờ mình để cái mặt vàng bên tay trái ha. Giờ mình lên u cũng u lớn như cái cục này luôn ha. Xuống u lên u xuống u. Bạn thấy cái tâm ở đây còn nguyên, nhưng ba cái tâm ấy ở chỗ này nó đã thay đổi cho nhau. Đồng thời cái đỉnh này nó bị quay. Bây giờ cái đỉnh này mình quay, mình cũng dùng công thức đó, mình quay, nhưng mình quay cái đỉnh này không thì cái đỉnh này nó cũng sẽ quay về. Cái đỉnh này muốn quay về đây ha, cái quay về hướng này thì mình sẽ quay, ưu tiên mình quay về hướng theo của nó thì nó sẽ về. Ví dụ quay ngược chiều kim đồng hồ để nó về lại đây thì công thức mình sẽ làm như vậy. Lên u xuống u lên u xuống u. Đó, bạn thấy đỉnh nó quay về. Cái tâm này vẫn sai như cũ nè. Rồi, đó là hai công thức về tâm và về đỉnh. Cũng là xuống xuống lên lên thôi các bạn. Rồi bây giờ mình nói về công thức cũng xuống xuống lên lên nữa, mà mình sẽ di chuyển ba cái viên cạnh này. Thật ra là tới tới lui lui á, xuống xuống lên lên á. Viên này sẽ xuống đây. Viên xanh xanh hai màu xanh này sẽ xuống đây, viên đỏ xanh là dương này lên đây, vàng này quăng qua đây. Xuống xuống lên lên đó, đây xuống đây, cái này quăng qua đây. Rồi mình làm ngược lại, đem cái đỏ này xuống 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 lên lên đó. Đó là mình quán đổi ba cái viên này nha. Rồi một cái nữa là mình sẽ quán đổi nguyên cái cạnh lớn này, nguyên cạnh lớn này cũng xuống xuống lên lên như vậy,
Nhưng mà bây giờ nãy là nằm ở trong này, giờ mình nằm ở ngoài này là mình đi luôn cái khối này xuống, 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 lên, lên, đó, để quán đổi ba cái này nha, được ha. Bây giờ làm ngược lại, xuống, xuống, lên, lên, đó, trở lại như cũ. Rồi, đó là công thức xuống xuống lên để di chuyển cạnh lớn thì mình dùng ở phê lớn, cạnh nhỏ thì mình dùng cái vòng nhỏ để mình di chuyển ở trong. Rồi cũng tiếp tục mà mình dùng cái công thức xuống xuống lên lên mà kết hợp cái chiều phía bên ngang nữa để mình lật hai cái cạnh hai bên. Thì mình lật hai cạnh hai bên ha. Giờ xuống xuống lên lên bạn thấy cái màu đỏ này sẽ văng lên đây hoặc là văng lên đây. Văng lên nào là do chúng ta xuống bên nào trước. Bây giờ mình xuống bên này. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Thì cái màu đỏ nó văng qua bên này. Nó văng bên này thì mình né ra làm sao? Rồi mình đưa cái lỗ hổng nè lên ngay cái chỗ mà mình vừa né đó, rồi là mình đón cái đó về, rồi mình trả về. Vậy bạn thấy hai cái cạnh này sẽ bị lật, đó, cạnh này trở về như cũ. Bây giờ mình sẽ làm lại để mình lật hai cạnh này lại. Bây giờ mình xuống xuống lên bên này trước, thì nó sẽ đắp văng qua bên này. Bên nào cũng được, miễn là chúng ta nó đồng bộ thôi. Xuống, xuống, lên, lên, rồi đem này ra sao? Tới, lên, lùi. Xuống, bạn thấy hai cạnh này lật trở lại như cũ. Đó là cách lật cạnh. Và dĩ nhiên cạnh lớn như vậy, cạnh nhỏ lật được như vậy thì cạnh lớn mày cũng lật được như vậy. Đây, xuống. Bây giờ màu đỏ ha. Xuống, xuống, lên, lên. Đó, màu đỏ lật qua đây. Giờ đem ra sao? Đem ở dưới lên, đón màu đỏ về, trả lại. Bạn thấy cạnh này bị lật. Cạnh này bị lật. Rồi chúng ta lật lại thôi. Xuống, xuống, lên, lên, đem ra sao, đem lên, trả về, lật lại, à, lật lại như cũ. Đó, đó là những công thức lật cạnh lớn, cạnh nhỏ, vậy bạn cũng dùng như vậy. Rồi, ở đây là đối với cái viên này. Cái viên này chúng ta có thể dùng tới tới lui lui, xuống xuống lên để đổi. Rồi mình đổi viên này qua đây, thì mình dùng hai cái vòng, một cái vòng lớn này và cái vòng nhỏ này, nó sẽ giao nhau ngay cái điểm này để mình thay đổi cái điểm này. Bây giờ mình tới tới lui lui hay xuống xuống lên lên chỗ này thì đỏ này nó sẽ văng qua đây. Đỏ xanh lá xanh sẽ lọt lên này, và xanh lá vàng sẽ lọt qua đây. Xuống, xuống, lên, lên, đó, bạn thấy viên này đổ ở đây, viên này lên đây. À, bây giờ mình muốn về đây lại thì mình đem này về. Xuống, xuống, lên, lên, trả lại như cũ. Hoặc là bạn dùng ngược bên này cũng được. Đó. Mình đổi cái viên bên này cũng được. Viên này đỏ này lên đây, xanh này sẽ lên đây, viên vàng này sẽ xuống đây. Đó. Tới, tới, lùi, lùi, đó, viên đỏ này văng qua, viên này lên đây. Dùng đâu cũng được miễn bạn hiểu cái cách hoạt động của nó. Rồi này trả lại lại, cái này xuống đây lại ha. Tới, tới, lùi, lùi, đó. Rồi, một cái thủ thuật nữa. Ví dụ bạn xuống xuống lên lên cái mặt này để bạn quán đổi ba cạnh này. Thì bạn có thể dùng ở chỗ này để bạn quán đổi hai cái này với lại cái đây bằng cách xuống xuống lên lên chỗ này, hoặc là bạn quán đổi hai cái này với lại trên này. Bây giờ mình đem này lên đây, cái này sẽ văng qua đây, cái này sẽ văng qua đây nè. Xuống, xuống, lên, lên, đó, bạn đổi nguyên cái cạnh này với lại cạnh này. Thì đó là những cái công thức mà, hoặc nói đúng hơn là những cái cách đi để chúng ta có thể chơi được cái con này. Rồi bây giờ mình sẽ rainbow lên, phá nó ra và chúng ta bắt đầu dạy. Phá ra cho nó nhiều nhiều, dạy cho nó nó thích. Rồi, trước tiên là như vậy. Thì để giải con này có nhiều cái cách giải, có người giải từng lớp, có người giải tâm, có người giải cạnh, có người giải từng viên, vân vân, có nhiều cách giải. Thì mình thấy cái cách giải này nó đơn giản mà nó ngắn nhất, dễ nhìn nhất. Thì đó là đầu tiên chúng ta giải tâm trước. Giải tâm thì chúng ta thấy đây,
mình chạy theo cái tâm vàng này, cái tâm giữa này, mình đưa ba cái viên xung quanh về. Ở đây là có hai viên rồi thì mình quay về thôi. Đây cái viên mình quay cái vòng ngoài này là quay nó về thôi đó. Rồi tiếp tâm tiếp theo, đây là xanh. Thì cái cách đi của mình á là mình đưa vào cái có, ví dụ đây cái xanh này ha, mình đưa vào cái chỗ mà đang có cái xanh này, mình đưa cái này vào đó. Rồi mình né ra, mình đưa một cái sai, cái này nó không phải màu nó vào, vậy là chỗ cũ. Rồi mình quay trở ngược lại thì cái tâm kia nó quay trở về. Tương tự như vậy, cái xanh này mình muốn bỏ vô chỗ này thì đừng có bỏ vào đây, mình quay vô cái chỗ mà có cái màu xanh này, quay vô. Rồi đưa cái màu đỏ ra, rồi trả lại ta được cái màu xanh. Rồi còn tâm này, đây là xanh, tâm này xanh lá, xanh lá nằm đây đó. Mình quay qua mình đưa cái xanh lá này vô, rồi đưa cái tâm đỏ qua, trả lại được cái màu xanh. Còn cái nữa mình đưa qua đây, đưa xanh vô đây, đưa cái đỏ qua chỗ đó, rồi trả ra. Để chúng ta đã giải xong bốn cái tâm rất là nhanh chóng. Xong chúng ta sẽ giải tiếp bằng cách là mình lấy những cái cạnh này nè, cái cạnh giữa này, mình ghép nó vô, ghép nó vô cái cạnh mà có hai màu đây, ghép vô một cái thôi. Ví dụ đây vàng và xanh lá, xanh dương nó đã vào rồi nè, thì có một cái rồi nè. Rồi mình ghép, mình kiếm thêm một cái vàng khác đây, cái vàng xanh lá thì mình ghép vô cái vàng xanh lá đây, vàng xanh lá đây, mình ghép, mình cho cái vàng xanh lá này vô đây, quay nó qua. Đây mình ghép vô, đây, ghép vô cho đúng chiều. Đây ghép, đây ghép vô đúng chiều. Thì mình dùng xuống xuống lên lên để mình ghép vô cũng được, hoặc là mình dùng cái cách ghép kia để lát tí mình sẽ làm cho bạn thấy. Rồi mình xuống lớn lên nó sẽ ảnh hưởng cái con này, nó sẽ bị văng con này ra. Kem này xuống đây, này được màu xanh vàng này, xuống xuống lên lên đó, được cái xanh vàng, xanh lá vàng. Rồi kiếm thêm cái viên vàng nữa, đây là xanh dương vàng có rồi. Rồi kiếm thêm một cái viên vàng nữa là viên đỏ vàng. Đỏ vàng, đỏ vàng nó vô luôn rồi nè, nó vô luôn. Giờ mình đưa mấy cái này về chung một mặt, về chung một mặt để mình dễ quản lý nó, để khỏi phải kiếm nó lâu. Đây đỏ vàng, đây là xanh dương vàng, rồi còn xanh lá vàng đâu, xanh lá vàng đây. Đó, mình đưa nó về cùng một mặt đây. Thì cái mặt ở trên này là còn ba cạnh còn lại, thì mình sẽ ghép, ghép tiếp. Mình ghép bằng cái phương pháp này, cái phương pháp thay thế. Ở đây là đỏ xanh lá, thì mình kiếm một cái đỏ xanh lá mình để đây, đây mình bỏ qua đây là đúng đỏ xanh lá đúng không đó. Mình bỏ ở đây đúng đỏ xanh lá. Xong mình sẽ đem một cái cạnh rác mà nó chỗ này nó không có, mình đưa lên đây để mình thay thế, để mình trả về. Rồi bây giờ đem con này lên đây ha, con này nó sẽ chạy lên gì, con này nó chạy lên gì, thì cái mặt chỗ này nè nó sai nè, cái này đúng rồi, cái này nó vô rồi nè, còn mặt chỗ này là rác nè. Rồi để mình thay thế. Rồi mình đem con đỏ xanh lá này vào ha, đây vào. Rồi đem con này lên bằng cách là lên lên xuống xuống. Rồi con này đã lên, rồi mình trả về tại chỗ này nó sai nè, mình trả về, mình trả về thì mình coi cái tâm này, tâm vàng này về đây nè là đúng. Đó, trả về là mình được cái con khi nãy là mình đã bỏ nó đi đâu, bỏ xuống đây rồi. Đó. Rồi mình tiếp tục con đỏ và xanh dương nó bị lộn màu, giờ mình kiếm cái đỏ xanh dương khác để mình đưa nó vào. Đỏ xanh dương đây, đỏ xanh dương đây, mình đưa qua đây là đúng đúng không, mình đưa qua đây là đúng đó. Thì mình để đây rồi mình chuẩn bị cái rác, cái rác này là cái màn này, con này sẽ đưa lên đây được đó, cái đưa con này lên đây thì chỗ này là sai nè. Rồi để rác ở đây ha, rồi mình giờ đưa vô này, ghép vô này, ghép vô đúng. Rồi đưa này lên 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 xuống xuống, rồi trả lại cho cái tâm nó đúng. Rồi chúng ta đã được cái con đỏ xanh dương.
Rồi, đỏ vàng có rồi. Đó, lá có rồi, này có rồi. Rồi, mấy con này đã có cặp. À, còn con này chưa có nè. Con này là con xanh lá, xanh dương. Kiếm một cành xanh lá, xanh dương. Đây. Cành này xanh lá, xanh dương. Con này ghép vào. À, nó lật màu không được. Vậy thì mình sẽ quay nó lại. Quay nó lại. Để nó. Để nó thuận màu. Đây. Đưa qua vậy. Lại ghép vô phải không? Đó. À thật ra à không chưa chưa. Đây. Rồi. Vì mình quay qua đây đánh ghép, vậy mình kiếm con rác để đây. À, con rác này, mình quay qua đây. Con rác này đưa lên gì thì cái đầu này nó đúng rồi không được. Mình đưa qua bên này để lát mình đưa nó lên về. Mình đưa nó lên về nè, cái đầu nó sai nè. À, cái đỏ với lại xanh lá này, cái này sai nè. Đỏ xanh dương. Rồi, ghép vô. Đưa lên, 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 xuống, xuống. Rồi, trả lại. Rồi, xong. Rồi bây giờ cái nào nó cũng có từng cái hết á. Bây giờ mình ghép thêm cái bên kia. À, ghép một bên rồi. Ghép được một bên rồi. Ghép một cái còn lại. Bây giờ là vàng xanh lá có rồi. Giờ mình kiếm cái vàng xanh lá nó mình để đây. Hoặc là mình để trên này. Để nó ghép với lại cái cục này. Nó thành hai cái hai bên. Vàng xanh lá. Đây đây, vàng xanh lá đây. Đây, vàng xanh lá đây. Vàng xanh lá này đưa qua. Đó, là mình được hai viên vàng xanh lá. Đó. Rồi. Giờ mình chuẩn bị rác. Rác chuẩn bị con này. Con này cái đầu này sai này. Đưa lên đây. Rồi, ghép vào. Đưa lên thế, lên, lên, xuống, xuống. Trả lại. Xong. À, trả lại vô tình cái này nó đúng luôn. Rồi, cái này được cặp. Cái này xanh. Xanh xanh để kiếm cái xanh xanh để đây. Đây. Để bên này hả? Đây. Xanh xanh. Quay qua đây, đó, vô xanh xanh. À, mình kiếm cái rác. À đây, đây có cái rác, đem con này lên đây. Ghép vô, đem rác lên, 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 xuống, xuống, trả lại. Rồi. Tiếp tục, đây có con vàng đỏ. Vàng đỏ đây, ghép vô đây luôn, đó. Vậy mình chuẩn bị rác. Rác mình chuẩn bị qua này. À, cái này có rồi, không được. Đây. Cái này rác, dùng cái này làm rác ha, chỗ này sai nè. Rồi, ghép vào. Lên. Lên. Xuống. Xuống. Trả lại. Cái này có. Cái này xong. Cái này xong. Rồi xong hết rồi, còn cái này. Cái này xong. Cái này xong. Cái này xong luôn. Rồi, vậy là chúng ta đã làm xong cái cạnh ở phía trong. À, cái cạnh ở phía trong này gồm một con chính giữa và hai con hai bên. Bây giờ chúng ta sẽ ghép hai cái con ở bên ngoài bằng cái vòng trong và vòng ngoài này. Bây giờ đây nó có ba con rồi ha, đây là ba con này, ghép một con nữa là xanh xanh, xanh xanh, xanh lá đây, đây nó đây, con này đưa xuống đây là được ha. Đó. Vậy mình thay với lại con này, con này đang là rác. Tới, tới, lui, lui, đó được một viên, viên cạnh lớn. Rồi tiếp. À, lấy con này đi. Con này là xanh lá vàng. Xanh lá vàng đâu? Quay này lên coi. Đây. Xanh lá vàng. Con này vô đây ngược màu không được. Ngược màu thì nó nằm ở bên này. À, xanh lá vàng đây. Vô đây. Rồi, mình kiếm một con rác ở trên này đi, quay lên đây. Đây có con rác này. Tới. Tới. Lùi, lùi. Đó. Mình được một cái xanh lá vàng. Rồi kiếm cái xanh lá vàng nữa bên góc này. Đây, nó nằm đây. Quay nó qua cho dễ. Đây. Xanh lá vàng ấp vô đây là được. Rồi. Con này rác sang này luôn. Tới. Tới. Lùi, lùi. Đó, là mình được. Rồi đây, đỏ.
dưới xanh, xanh lá, đỏ xanh lá, kim đỏ xanh lá đâu, ngoài này có không? Không thấy, không thấy này, ngoài là đây đỏ xanh lá, con này vào đây và đúng rồi, mình kiếm một con rác để thay thế. Đây con rác đây, thay thế con này xuống đây, tới tới lùi lùi, rồi đỏ xanh lá xong. Đây, con này bị ngược, bị ngược thì mình lấy nó ra, kiếm con rác đây, đây có con rác đây, mình đưa con này vô để thế gì con này nó văng ra, tới tới lùi lùi, đây nó văng ra rồi, mình đem lên đây mình thế vô đây là được đúng không? Đây đây kiếm con rác ở đây hoặc là con rác ở đây, quay là kiếm này. Không có luôn, không có, không có thì sao, không có thì mình mượn ở đây, không có thì mình mượn này, đây bây giờ không có thì mình mượn con này ha, mình đẩy con này xuống, đẩy con này xuống đây rồi mình quay lên đó, giờ mình có rác rồi lát mình trả lại cho nó. Ủa thì mình bị ngược ở đây rồi đó, từ từ trả lại cái đó. À, mình bị ngược con này mới đúng, đây con này vào đây mới đúng chiều, rồi mình mượn con này qua, mượn con vàng đỏ này qua đây, quay lên đây để làm rác đó, rác này. Rồi mình thay thế con này vô, tới tới lùi lùi, rồi trả về chứ, trả về trả lại cho người ta đó, trả lại. Rồi tiếp một con xanh lá, à, xanh dương vàng, xanh dương vàng nằm đây, kéo lên đây, xanh dương vàng vô đây, rồi chuẩn bị rác đó. À, rác nó bị nằm ở dưới này rồi, rác bị nằm dưới này rồi, vậy mình mượn tiếp, mình mượn qua đây rồi đem lên. À, lát không nhớ mình trả lại, tới tới lùi lùi, trả lại trả lại rồi. Tới đỏ đây, đỏ này vô đây. À, chỗ này mình thay thế bằng con này, tới tới lùi lùi, rồi được đó. Rồi chúng ta đã dạy xong cái phần cạnh lớn, cứ làm như thế tới 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 lùi lùi xuống xuống lên lên. Bây giờ chúng ta sẽ dạy giống như một con pyramid bình thường, nhưng mà cái tâm này nó sẽ hoặc là cái đỉnh này nó sẽ chạy, bạn không quan tâm, lát mình sửa sau. Đầu tiên là mình sẽ xác định cái mặt mặt vàng bằng cách là kiếm cái đỉnh không có màu vàng, đỉnh này không có màu vàng nè, chụp lấy nó dở ngược lên là mặt này là mặt vàng. Rồi mình quay cái mặt vàng về, mình quay cái rờ lớn ha, để nó không bị thay đổi tâm đó, quay mặt vàng về thì bốn cái đỉnh này là bốn cái mặt vàng. Rồi bây giờ mình sẽ quay lên để mình đưa cái những cái cạnh này xuống tương ứng, đây là mặt vàng, đây là mặt mặt xanh dương, thì đây là vàng xanh dương, quay qua để xuống 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 lên lên ha, xuống xuống lên lên, chúng ta được vàng xanh dương đây, vàng xanh lá, vàng xanh lá mặt này thì đặt cái này xuống 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 lên lên, ta được cái vàng xanh lá. Tương tự vàng đỏ, vàng đỏ này bị lật ngược, mình làm cái cho nó nhảy lên xuống xuống lên lên, nó nhảy lên rồi quay lại, mình ấp nó xuống, mình đặt nó xuống 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 lên lên, rồi ấp nó xuống, vậy là chúng ta đã có mặt vàng. Rồi ở trên này chúng ta tìm một cạnh cho đúng, đúng với cái đỉnh. Đây, cạnh này đúng đỉnh rồi, vì hai cạnh này bị lật, mình lật hai cạnh này lại là xong. À xin lỗi, à xin lỗi xin lỗi, cái này là đỏ vàng, mình xin lộn cái màu xanh dương hàng chi xanh, để lấy lại ha, đem xuống xuống lên lên, rồi nó bằng ra. Đây đây mới đúng nè, canh hai cái đỉnh này nè, xuống xuống lên lên, rồi còn mặt đỏ xuống xuống lên lên, rồi để mình kiếm một cái cạnh là đúng. Đây cạnh này đúng, vì hai cạnh này bị lật,
lật hai cái này lại. Đấy, màu vàng này dâng lên đâu thì quay ra đó, xuống xuống lên lên đây, mặt vàng đây thì ném mặt vàng ra, đưa cái này lên, đem mặt vàng về trả lại là chúng ta đã xong rồi. Vậy chúng ta đã xong rồi, bây giờ chúng ta có bốn cái tâm bị sai. Đấy, cái đỉnh này quay lại thì chúng ta quay đỉnh lại thôi, quay tâm lại thôi. Quay tâm là hai cái này đổi với nhau, hai cái này đổi với nhau, xuống xuống lên lên bốn lần, xuống xuống lên lên, xuống xuống lên lên, xuống xuống lên lên đó. Nếu như mà bạn gặp cái trường hợp bốn đỉnh bốn cái tâm này thì bạn làm công thức đó, còn trường hợp ba tâm hoặc là bị xoay cái đỉnh này thì bạn làm những cái công thức mà mình đã giới thiệu ngay lúc đầu. Cũng rất là đơn giản, mình chơi cũng khá là vừa phải, không khó lắm mà cũng không dễ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.